Thầy xin chào tất cả các em, các thành viên của lớp ôn thi viên chức giáo dục ở Vĩnh Phúc. Xin mời các em đang ở trên mạng chúng ta cùng vào lớp để thầy hướng dẫn các nội dung ôn tập trong khung tài liệu ôn tập của Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Phúc đã ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2020. Thì chúng ta cũng biết trưa nay thầy đã hướng dẫn cho các em về học các từ khóa của quyết định số 16 về ban hành đạo đức nhà giáo cũng như thông tư số 20 quy định chuẩn về nghề nghiệp giáo viên. Thì chúng ta thấy hai văn bản này là văn bản chung cho hai khối khối tiểu học và trung học cơ sở, thì thầy cũng đã gửi đề cho các em đúng không ạ? Và chúng ta đã làm trước đây chúng ta đã làm 5 văn bản rồi, đó, 5 văn bản chung. Và hôm nay chúng ta tiếp tục sau khi học từ khóa của hai văn bản chung còn lại, đó là quyết định số 16 và thông tư số 20, thì chúng ta sẽ giải bộ đề các em nhé. Và tuần tới thì chúng ta sẽ làm chúng ta học các từ khóa và làm bộ đề của mỗi khối, chúng ta có hai văn bản riêng các em nhé. Với các bạn tiểu học sẽ là văn bản hợp nhất số 03 về ban hành điều lệ trường tiểu học. Thế còn với các bạn trung học cơ sở thì chúng ta sẽ có điều lệ trường trung học theo thông tư số 12. Đồng thời chúng ta sẽ có hai thông tư liên tịch, thông tư liên tịch số 21 dành cho các bạn tiểu học và thông tư liên tịch số 22 dành cho các bạn trung học cơ sở em nhé. Vâng, xin chào bạn Thái Salem và tất cả các bạn khác. Chúng ta đang ở trên mạng, chúng ta vào lớp để thầy chữa bộ đề của quyết định số 16 và thông tư số 2 và thông tư số 20, và trưa nay thầy đã hướng dẫn cho các em học các từ khóa cũng như dạng thức các câu hỏi em nhé. Thì thầy sẽ đi vào chữa bộ đề của văn bản đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, đó là quyết định số 16 ban hành về đạo đức nhà giáo em nhé. Quy định về đạo đức nhà giáo thì chúng ta thấy ở câu hỏi số 1, thì xin mời các em chọn đáp án ạ. Và xin mời các em, và xin mời các em làm câu hỏi số 1 ạ. Và câu hỏi số 1 các em đưa ra là gì ạ? Thì chúng ta thấy câu hỏi số 1 đúng không ạ? Quyết định ban hành về đạo đức nhà giáo thì quyết định kèm theo chúng ta thấy rõ ràng quyết định số 16 rồi. Thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần đúng không ạ? Ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Đào tạo. Thì với câu hỏi số 1 này các em chọn là A các em nhá. Câu 1 là A các em nhá. Xin chúc mừng các bạn mà có đáp là A. Đúng không ạ? Vâng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm câu hỏi số 2. Câu hỏi đưa ra là gì ạ? Quyết định ban hành đạo đức nhà giáo thì gồm mấy chương và gồm bao nhiêu điều? Thầy xin mời em câu hỏi số 2. Vâng, chào bạn Huyền Còi. Thì chúng ta thấy ở câu hỏi số 2 này, thì chúng ta thấy là quyết định về ban hành đạo đức nhà giáo, quyết định số 16 thì gồm 3 chương và 10 điều. Đấy, các bạn nhớ là mẹo là mùng 10 tháng 3, dỗ tổ Hùng Vương, nhá, thì em chọn án D ở câu hỏi số 2. Đang ngược lại nghĩa là 3 chương 10 điều. Vâng, chào bạn Chu Ngân và bạn là em và các bạn khác, chúng ta vào lớp để chữa bộ đề. Thầy đang làm câu hỏi số 2 thì các em chọn thầy là D các em nhá. Xin mời các em làm câu hỏi số 3. Đó là theo điều 3 của quyết định số 16 thì quy định về phẩm chất chính trị thì có mấy yêu cầu? Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 3. Và các bạn Nhung Nguyễn đã trả lời câu hỏi số 2 là D là chính xác rồi. Và chào bạn Lê Linh, xin mời các em làm tiếp câu hỏi số 3 các em nhá. Và chúng ta xem là điều 3 có bao nhiêu cầu, bao nhiêu quy định, bao nhiêu khoản các em nhé. Vâng, thì thầy cũng đã hướng dẫn các em nội dung này rồi đúng không ạ? Vâng, xin mời các em ở câu hỏi số 3. Thì thấy rõ ràng rồi, điều 3 thì có 3 yêu cầu tương đương 3 khoản. Vâng, Hồng Chiên là 3B, chúng ta chọn là câu 3 là B là chính xác các em nhé. Bạn Kiều Anh và vẫn còn nhớ được 2C1G và rất là tuyệt vời. Bạn Nhung Nguyễn là chọn 3B là chính xác, Liên Nguyễn chọn là 3B là chính xác rồi. Xin chúc mừng các em. Vâng, bạn Lê Linh cũng vậy, rất là giỏi. Vâng. Thì chúng ta chốt ở câu hỏi số 3, các em chọn là B các em nhá. Vâng. Chúng ta làm tiếp câu hỏi số 4. Theo điều 4 của quyết định số 16 thì quy định về đạo đức nghề nghiệp thì có mấy yêu cầu? Và xin mời các em làm câu hỏi số 4 các em nhá. Và xin mời các em. À, xin mời các em làm câu hỏi số 4 ạ. Và bạn Linh Nguyễn là chọn là A. Và các bạn khác ạ. Bạn Hồng Chiên cũng chọn là A. Đúng không ạ? Bạn Lê Linh chọn là A. Vâng. Thì chúng ta thấy rồi điều 4 đúng không ạ? Quy định thì chúng ta thấy ở đây là có 4 khoản. Đương 4 yêu cầu mà chúng ta nhớ là 3T cộng 1C đấy. Vâng. Vâng, chào bạn Hương Hương.
Thì nó chốt là câu hỏi số 4, các em chọn là A em nhé, là chính xác. Xin chúc mừng các em, câu 4 là A. Xin mời các em làm tiếp ở câu hỏi số 5. À, theo điều 5 của quyết định số 16 ấy, thì chúng ta thấy là về phần quy định về lối sống tác phong thì có mấy yêu cầu. Vâng, chào bạn mầm non Hạ Mi, bạn Ngọc Ánh. Vâng. Vâng. Xin mời các em làm câu hỏi số 5. Vâng. Và xin mời các em làm câu hỏi số 5 ạ. Và bạn Thái Sanlem chọn 5C. Và các bạn khác thì sao ạ? Và bạn Lê Linh chọn 5C. Các bạn khác ạ? Và bạn Hồng Chiên 5C. Và thì chúng ta thấy rõ ràng rồi. Điều 3 thì có 3 yêu cầu 3 khoản. Điều 4 có 4 yêu cầu 4 khoản. Còn điều 5 thì có 6 yêu cầu các em nhé, chứ không phải 5 yêu cầu. Như vậy là câu 5 này chúng ta chọn là C các em nhé. Đó, thì chúng ta thấy rất là rõ, được chưa? Là các em chọn là 5C là chính xác. Xin chúc mừng các em. À, xin mời các em làm tiếp câu hỏi số 6. Đấy, vậy theo điều 6 của quyết định số 16 này đúng không ạ? À, quyết định về giữ gìn bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo thì có mấy yêu cầu? Thì xin mời các em làm tiếp câu hỏi số 6 các em nhé. Vâng. Và xin mời các em ạ. Và bạn Nhung Nguyễn chọn là 6D. Và Hồng Chiên là 6D. Thì chúng ta thấy rất là rõ đúng không ạ? Điều 6 thì chúng ta thấy là có 11 yêu cầu mà chúng ta nhớ 11 cái không ấy nhá. Vâng, cảm ơn bạn Mầm Non Hàm Vi đã trả lời câu hỏi số 5. Và câu hỏi số 6 đã chốt là D các em nhá. Đấy, 11 yêu cầu 11 khoản và 11 cái không ấy, chúng ta nhớ được chưa? Và nên nhớ là câu 6 là D. Xin chúc mừng các em. Xin mời các em làm câu hỏi số 7 đúng không ạ? Là theo quyết định số 16 quy định ở chương 2 có những quy định nào về đạo đức nhà giáo. Vâng, xin mời các em, nghĩa là toàn bộ chương 2 đấy các em nhá. Vâng, xin mời các em. Vâng, bạn Non nhớ rất rõ đúng không ạ? Vâng. À, bạn Liên Nguyễn là chọn là 7A và bạn Nhung Nguyễn là chọn 7A. Vâng, chào bạn Liên Thắng. Vâng, em vào muộn em có thể nghe lại em nhé, xem lại, học lại. Bạn Lê Linh là 7A. Và thì ta thấy rồi, chương 2 thì quy định, ta thấy rồi, điều 4 bắt đầu là quy định về về phẩm chính trị đúng không? Điều 5 về đạo đức nghề nghiệp, điều 6 về lối sống tác phong và điều 7 về giữ gìn bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo. À, thấy là rõ đúng không ạ? Các nội dung quy định về rất là rõ. Vâng. Được chưa ạ? À, chúng ta đi tiếp các nội dung về câu hỏi số 8 các em nhé. Và thì theo quyết định số 16 thì của Bộ Giáo dục tạo thì đâu là quy định về phẩm chất chính trị của nhà giáo? Và xin mời các em về phẩm chất chính trị, và chúng ta công thức cho thầy là 2C cộng 1G đấy. Và xin mời các em câu hỏi số 8. Và Hồng Chiên toàn là 8D. Và các bạn khác ạ. Và bạn Lê Linh chọn 8D. Nhưng mà thấy rồi, như thầy nói phương án A, B, C đều đúng vì người ta có công thức 3, nghĩa là 2C cộng 1G đúng không ạ? C thứ nhất là C chấp hành nghiêm chỉnh, C thứ hai là C có ý thức tổ chức kỷ luật, và G chính là gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân. Thì các em có 8 em chọn là D là chính xác các em nhé. Vâng, được chưa? Vâng, chúng ta làm tiếp ở câu hỏi số 9. Vâng, vâng, các bạn Kiều Anh chọn là D là chính xác rồi. Thì theo quyết định số 16 đúng không, của Bộ Đào tạo thì đâu là quy định về đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo? Để xin mời các em câu hỏi số 9. Vâng. Và bạn Hồng Chiên chọn là 9C. Vâng. Các bạn khác ạ. Thì chúng ta thấy rồi, với quy định về đạo đức của nhà giáo đúng không, mà chúng ta đã được học ấy đúng không ạ, ở điều 4 đúng không. Vâng,
thì nó có 4 khoản tương đương 4 yêu cầu, 4 quy định. Và thì bạn thấy là ở đây chính là hai cái quy định, hai yêu cầu đầu tiên, công bằng trong giảng dạy giáo dục và thực hiện liên quan đến tâm huyết với nghề nghiệp, xin lỗi, và câu hỏi số 9 là tâm huyết với nghề nghiệp và tận tụy với công việc, đấy là 2T các em nhá. Vì chúng ta có 3T cộng 1C mà, thì chúng ta thấy là cái A cái B này là hai cái T đầu tiên các em nhá. Đây là T tâm huyết với nghề nghiệp rồi tận tụy với công việc. Thì câu 9 các em chọn là C là chính xác. Xin chúc mừng các em. Xin mời các em làm tiếp câu hỏi số 10. Và vẫn câu hỏi tương tự là đâu là quy định về đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo. Và bạn Phu Su chọn 10C. Đúng không ạ? Và các bạn khác thì sao ở câu hỏi số 10 ạ? Đó, như thầy nói đây là bộ đề để chúng ta nhớ các từ khóa chúng ta đã học các em nhá. Và sau đó chúng ta học hết toàn bộ. Sau khi mỗi văn bản mà chúng ta đều có bộ từ khóa để học mà nhớ đấy, các từ khóa rồi con sẽ làm bộ đề trộn 60 câu thì độ khó nó sẽ tăng lên. Trên cơ sở chúng ta phải nhớ được các từ khóa này. Thì chúng ta thấy rồi, câu hỏi số 10 chính là hai quy định còn lại về liên quan về đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo, đúng không? Thấy là rõ, đúng không ạ? Thì trên là có 2T rồi, chúng ta còn 1T nữa là T thực hiện phê bình và tự phê bình. Và C chính là công bằng trong giảng dạy giáo dục các em nhé. Thì là câu 10 là C, xin chúc mừng các em. Xin mời các em làm tiếp ở câu hỏi số 11, đúng không ạ? Theo quy định số 16 thì đâu là quy định về lối sống tác phong của nhà giáo, đúng không ạ? Và xin mời các em, nội dung này nó thể hiện ở điều 5 đấy, đúng không ạ? Rất là rõ. Vâng, xin mời các em. Và bạn Su Su chọn là D. Vâng, thì ta biết điều 5 quy định về lối sống tác phong của nhà giáo thì chúng ta thấy là có 6 quy định, 6 yêu cầu, 6 khoản đấy. Vâng, và bạn Thái xem em chọn là D. Chúng ta thấy những cái từ khóa như sống có lý tưởng, có mục đích này, rồi có lối sống hòa nhập với cộng đồng này, rồi tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học, thì mà thấy cả A, B, C đều có từ khóa đấy rồi, đúng không ạ? Và bạn Lê Linh và Liên Nguyễn thì em chọn là D là chính xác, 11 em nhá. Xin chúc mừng các em. Xin mời các em làm tiếp câu hỏi số 12. Vâng, thì vẫn là nội dung câu hỏi là đâu là quy định về lối sống tác phong của nhà giáo. Và xin mời các em ở câu hỏi số 12. Và bạn Xuân Xu 12D và Dung Nguyễn 12D. Các bạn khác ạ. Và bạn Hồng Chiên 12D. Trong và thì chúng ta nhớ tiếp các từ khóa đúng không? Vừa rồi câu 11 ta nhớ được 3 quy định, 3 yêu cầu, 3 khoản của điều 5 đấy rồi, đúng không? Nằm trong 6, đúng không? Thì chúng ta thấy ở đây rõ ràng là câu 12 này bạn nhớ các từ khóa còn lại về trang phục, trang sức thì nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự ấy. Rồi chúng ta thấy là đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp này, rồi xây dựng gia đình văn hóa thương yêu, quý trọng lẫn nhau. Thì các em chọn là D ở câu 12 là chính xác. Và bạn Kiều Anh, bạn Dung Nguyễn các em nhé. Xin chúc mừng các em câu hỏi 12. Xin mời các em làm tiếp câu hỏi số 13. Đúng không ạ? Theo quy định số 16 thì đâu là quy định về giữ gìn bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo. Chúng ta nhớ các từ không ấy các em nhé. Thấy rõ nằm ở trong điều 6 các em nhé. Và bạn Su Su chọn là D. Và các bạn khác ạ. Và bạn Lê Linh chọn là D. Hồng Chiên chọn là D. Và Kiều Anh chọn là D. Thì như thầy nói, điều 6 quy định rất rõ về giữ gìn bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo, đúng không? Chúng ta đã có 11 yêu cầu, 11 quy định, 11 khoản và 11 từ không. Chúng ta thấy có từ đầu tiên từ không lợi dụng chức vụ quyền hạn, rồi không gian lận, thiếu trung thực, rồi không trù dập chèn ép ấy. Thì thấy là cái phương án đây em chọn là D là chính xác các em nhá. Đó, A, B, C đều chính xác. Tiếp tục xin mời các em làm tiếp câu hỏi số 14. Vâng, vẫn là nội dung như vậy, đúng không ạ? Để chúng ta nhớ các từ khóa, đúng không ạ? Xin mời các em câu hỏi 14. Vâng. Vâng, bạn Su Su chọn là D. Thì để chúng ta nhớ tiếp, đúng không ạ? Các bạn thấy rất là rõ, đúng không? Thêm 3 quy định tiếp theo, đúng không? Đây là thành 6 đấy, đúng không? Mà thêm 3 từ không nữa là không xâm phạm thân thể, rồi không tổ chức dạy thêm học thêm trái với quy định, rồi không hút thuốc lá, uống rượu bia các em nhá. Thì 14 các em chọn là D là chính xác. Như vậy là chúng ta đã có 6 rồi qua hai câu hỏi này, đúng không? 6 quy định, 6 yêu cầu đây rồi. Chúng ta làm tiếp vào câu hỏi số 15 các em nhá. Vâng. Và câu hỏi số 15 vẫn là câu hỏi theo quy định số 16 thì đâu là quy định về giữ gìn bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo. Và bạn Su Su chọn là D. Vâng, thì chúng ta thấy tiếp ở đây là có
thêm 3 cái 0 nữa, cộng 2 công trước là thành 9 rồi, thành 9 quy định đúng không ạ? Là không sử dụng điện thoại di động, rồi làm việc riêng, không gây bè phái, đúng không ạ? Cục bộ địa phương, rồi không sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, em nhá. Thì mà thấy là câu 15 các em chọn là D là chính xác, xin chúc mừng các em. Đó. Xin mời các em làm tiếp câu hỏi số 16 các em nhá. Vâng, chào bạn Duy Ca. Vâng. Vâng, 16. Thì vẫn là câu hỏi đâu là quy định về giữ gìn bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo. Đó, thì chúng ta sẽ hoàn thiện được 11 quy định, 11 yêu cầu, 11 khoản, 11 chữ không trong điều 6 các em nhá. Đấy, chúng ta nhớ các từ khóa để sau khi mình thầy nhắc rồi đúng không ạ? Đây là bộ đề chúng ta nhớ các từ khóa và sau đó khi chúng ta học hết tất cả các văn bản, chúng ta có bộ đề trộn 60 câu thì độ khó sẽ tăng lên như khi chúng ta thi thật. Nhưng mà để làm được đó thì chúng ta phải nhớ các từ khóa này trước các em nhá. Vâng. Chúng ta 16 chúng ta đều chọn là C và nó ra thêm được hai từ không nữa đúng không? Nó không trốn tránh trách nhiệm rồi không tổ chức tham gia hoạt động liên quan tệ nạn xã hội các em nhá. Thì chúng ta chốt và 16 là C. Như vậy là chúng ta hoàn thành xong bộ đề về quyết định số 16 về ban hành đạo đức, quy định về đạo đức nhà giáo các em nhá. Bây giờ chúng ta chuyển sang bộ đề về thông tư số 20 quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở phổ thông các em nhá. Thì xin mời các em làm câu hỏi số 1 và xin mời các em. À, chúng ta chuyển sang câu hỏi số 1 của thông tư số 20 các em nhá. Xin mời các em. Câu hỏi là có bao nhiêu mục đích ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên được quy định tại thông tư số 20? Và xin mời các em. Và xin mời các em làm câu hỏi số 1 của thông tư số 20 ạ. Và bạn Hồng Chiên là 1C. Và các bạn khác ạ. Và Nhung Nguyễn là 1C. Và Lê Linh là 1C. Thái Sa Lem là 1C. Chúng ta đã được học rồi. Đúng không ạ? Có 4 mục đích ban hành. Gắn với 4 căn cứ, 4 đối tượng. Đúng không ạ? Giáo viên, rồi cơ sở giáo dục thông, rồi cơ quan quản lý nhà nước, rồi cơ quan đào tạo bồi dưỡng giáo viên, đúng không? Thì anh nhớ như vậy rất là dễ nhá. Thì câu 1 các em chọn là C là chính xác. Xin mời các em làm tiếp câu hỏi số 2 và câu hỏi số 3 đồng thời luôn các em nhá. Vì câu hỏi nó giống nhau và xin mời các em làm luôn câu hỏi số 2 và số 3 được chưa? Và số 2, số 3. Và xin mời các em ạ. Vâng, bạn Thái thì em là 2C, em phải làm luôn câu hỏi số 3 nhá. Vâng, bạn Nhung Nguyễn 2C. Vâng, bạn Hương Hương 2-3C luôn. Vâng, bạn Su Su 2C, em đã làm đồng thời. Vâng, bạn Liên Nguyễn 2C-3C. Vâng, Nhung Nguyễn 2C-3C. Thì chúng ta thấy rồi, hai câu này đều có chung đáp án là C cả và chúng ta nhớ cho thầy được đến 4 mục đích đúng không? Gắn đến 4 căn cứ, 4 đối tượng đấy đúng không? Làm căn cứ giáo viên cơ sở phổ thông tự đánh giá phẩm chất năng lực, rồi làm căn cứ để cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá phẩm chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, rồi làm căn cứ để cơ quan quản lý nước nghiên cứu xây dựng thực hiện chế độ chính sách, rồi nữa là làm căn cứ để các cơ sở đào tạo bồi dưỡng giáo viên xây dựng phát triển chương trình tổ chức đào tạo bồi dưỡng. Và bạn Ninh Đan cũng vậy, Lê Linh chính xác rồi. Chúng ta làm tiếp câu hỏi số 4 các em nhá. Chúng ta xem là có mấy mức đối với mỗi tiêu chí với chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 4. Và xin mời em làm câu hỏi số 4. Vâng. Vâng, chào bạn Lê Thị Thu Thủy. Mời em vào lớp để làm bài. Thầy và các bạn thì đang làm đến thông tư số 20. Quy định chuẩn về nghề nghiệp giáo viên là câu hỏi số 4. Và các thầy và các bạn cũng đã làm xong các câu hỏi của quy định 16. Bây giờ đang làm các câu hỏi của thông tư 20 các em nhé. Và các bạn chọn là 4B. Và các bạn khác thì sao ạ? Vâng, chúng ta thấy các mức đối mỗi tiêu chí. Nếu các em để ý dưới câu 5 chính là câu trả lời cho hỏi số 4 ấy, đúng không? Chúng ta có 3 mức rất rõ là đạt khá tốt, đúng không ạ? Vâng, thì chúng ta thấy câu 4 các em chọn là B là chính xác. Xin mời các em làm câu hỏi số 5, đúng không ạ? Theo thông tư số 20 thì đâu là các mức đối với mỗi tiêu chí về chuẩn nghề nghiệp giáo viên? Thầy xin mời em làm câu hỏi số 5.
Và bạn Thái sang em là 5D. Và các bạn khác thì sao ạ? Vâng, Lê Ninh 5D. Vâng, Kiều Anh 5D 3 mức. Vâng, thì thấy rõ ràng rồi. Câu 5 ta thấy là đan là D. Đấy, mức đạt khá tốt các em nhé. Ta nhớ như vậy. Mức câu 5 là D. Xin chúc mừng các em. Xin mời các em làm tiếp câu hỏi số 6. Đó là theo thông tư số 20 có bao nhiêu tiêu chuẩn và tiêu chí chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Thầy xin mời các em một câu hỏi số 6. Vâng, xin mời các em ạ. Vâng. Bạn Thảo Nguyễn nhớ rất rõ. Vâng. 5 x 3 bằng 15. Đấy, nhớ rất tốt. Đấy, ta nhớ cái mẹo thế, rất nhớ rất dai em nhá. Nhớ rất lâu, đúng không ạ? Vâng, đấy, như bạn Thảo Nguyễn nói là 5 x 3 bằng 15. Người ta có 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí em nhá. Dĩ nhiên họ chia ra thành công thức như thầy nói đấy là 2, 2, 3, 3, 5, đúng không? Đấy, chúng ta thấy là như vậy, đúng không? Cái tiêu chuẩn thứ nhất và tiêu chuẩn thứ 5 thì là 2. Tiêu chuẩn thứ 3, thứ 4 thì là 3. Còn tiêu chuẩn 2 là 5. Đấy, cách nhớ như vậy nhá. Thì các em 6 là C là chính xác rồi. Xin chúc mừng các em. Chúng ta làm tiếp ở câu hỏi số 7. Theo thông tư số 20, tiêu chuẩn 1 quy định tại điều 4 có tên là gì? Đây, xin mời các em ở câu hỏi số 7. Và xin mời em làm hỏi số 7. Vâng, bạn Lê Đu Thủy Thái xem em là 7A. Vâng. Vâng, Su Su là 7A. Vâng. Vâng, thì thấy rõ ràng rồi. À, tiêu chuẩn 1, đúng không ạ? Nằm ở điều 4, phẩm chất nhà giáo. Mà chúng ta có hai tiêu chí đấy, đúng không? Đó, chúng ta thấy đạo đức và phong cách nhà giáo. Nhá, thì chúng ta thấy rất là rõ, được chưa? Và chúng ta làm tiếp ở câu hỏi số 8, đúng không ạ? Người ta hỏi theo thông tư số 20. Vâng, thì tiêu chuẩn 1 phẩm chất nhà giáo quy định từ 4 có mấy tiêu chí? Vâng, xin mời các em ở câu hỏi số 8. À, xin mời các em ạ. Vâng, Thái Sa Lem, Lê Linh và các bạn khác chọn là 8A. Đúng không ạ? Và Hương Hương là 8A. Chúng ta thấy rõ ràng rồi các em nhá. Và câu số 8 em chọn A là chính xác, đúng không ạ? Câu 8 là A, có hai tiêu chí các em nhá. Vâng, bạn Heo Còi rồi Su Su, Liên Nguyễn. Vâng. Được chưa? Chưa thấy bạn Lan Anh vào lớp. Vâng. Câu 8 là A các em nhá. Xin chúc mừng các em. Xin mời các em làm tiếp hỏi số 9, đúng không ạ? Theo thông tư số 20 thì đâu là các tiêu chí của tiêu chuẩn 1? Đấy, chuẩn 1 nó nói về phẩm chất nhà giáo đấy, quy định tại điều 4. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 9. Các em nhá. Và bạn Lê Đu Thủy rất nhanh 9C. Các bạn khác Su Su 9C. Vâng, các bạn khác ạ. Vâng, Thái Sá Lem 9C. Vâng, Nhung Nguyễn 9C. Vâng, Kiều Anh 9C. Heo Còi 9C. Vâng, Lê Linh 9C. Thì nó thấy rõ ràng rồi. À, câu 9 chính là trả lời cho hỏi số 8. Có hai tiêu chí của tiêu chuẩn 1 về phẩm chất nhà giáo. Chúng ta có gồm là đạo đức nhà giáo và phong cách nhà giáo. Thì các em chọn C ở câu hỏi 9 là chính xác em nhé. Xin chúc mừng các em. Vâng, bạn Mầm Non Hạ Vi, My cũng vậy, trả lời chính xác rồi. Xin mời các em làm câu hỏi số 10. Theo thông tư số 20, tiêu chuẩn 2 quy định tại điều 5 có tên là gì? Thầy xin mời các em câu hỏi số 10. Vâng, là bạn Thanh Nga 9C đạo đức phong cách rồi, nhớ rồi. Câu 10 là B, bằng Lê Đu Thủy, Mai Hoàng 10B. Các bạn khác ạ, xin mời các em. Vâng, Thái Salem 10B. Vâng.
Lê Ninh 10B, Nhung Nguyễn 10B, vâng. Và Kiều Anh 10B. Thì chúng ta thấy rõ ràng rồi các em nhá. Đó, tiêu chuẩn 1 thì chúng ta thấy là biết là phẩm chất của nhà giáo, tiêu chuẩn 2 thì là phát triển chuyên môn nghiệp vụ các em nhá. À, bạn heo còi su su 10B thì 10B là chính xác các em nhá. Xin chúc mừng các em. Xin mời các em làm tiếp câu hỏi số 11. Theo thông tư số 20, tiêu chuẩn 2 phát triển về chuyên môn nghiệp vụ quy định tại điều 5 có mấy tiêu chí? Thầy xin mời các em. Xin mời các em làm câu hỏi số 11 ạ. Vâng, bạn Lê Thủy 11B. Các bạn khác thì sao ạ? Vâng. Bạn Thái Sen em 11B, heo còi 11B. Vâng, thì nó thấy rõ ràng rồi. Nhưng thầy đã nói công thức đúng không ạ? 22, 3, 3, 5. Thì chúng ta thấy là cái tiêu chí mà tiêu chuẩn 1, tiêu chuẩn 1 và tiêu chuẩn 5 thì chúng ta thấy là có 2 tiêu chí đúng không? Tiêu chuẩn 3 và 4 thì có 3 tiêu chí và tiêu chuẩn 2 có 5 tiêu chí, thì đây đang hỏi về tiêu chuẩn 2. Thì em chọn là B, 5 tiêu chí là chính xác rồi các em nhá. 11 là B. Xin mời các em làm tiếp câu hỏi số 12. Theo thông tư số 20, đâu là các tiêu chí đúng không ạ của tiêu chuẩn 2 phát triển về chuyên môn nghiệp vụ quy định tại điều 5. Vâng, được chưa ạ? Và chúng ta làm tiếp câu hỏi số 12 em nhá. Vâng, các bạn chọn 12C, su su, còn hồng chiên là 12D. Thì chúng ta thấy rõ ràng rồi, cái này phải chọn là D nhá. Chúng ta thấy đây là 3 tiêu chí đầu tiên trong tiêu chuẩn 2. Đó là tiêu phát triển về chuyên môn bản thân, rồi xây dựng kế hoạch họ dạy và học, rồi sử dụng phương pháp dạy học. Thì chúng ta nhớ các từ khóa rất rõ rồi, các em nhá, thì chọn là D, các em nhá, 12 là D. Xin mời các em làm tiếp câu hỏi số 13, các em nhá. Đó, thì chúng ta xem là vẫn là câu hỏi đâu là các tiêu chí của tiêu chuẩn 2 về phát triển chuyên môn nghiệp vụ quy định tại điều 5. Thì xin mời các em vào câu hỏi số 13. Và xin mời các em ạ. Vâng, bạn Lê Thủy 13C. Vâng, Thảo Nguyễn 13C. Vâng, Lê Linh 13C, Thái Chanel 13C, vâng, Hồng Chiêm 13C. Thì chúng ta thấy rõ ràng rồi, câu 13 chính là còn 2 tiêu chí còn lại trong 5 tiêu chí đúng không? Câu hỏi số 13, 12 chúng ta có 3 tiêu chí trong tiêu chuẩn 2 rồi. Thì chúng ta xem còn 2 tiêu chí còn lại thì 13 em chọn là C là chính xác, kiểm tra đánh giá rồi tư vấn hỗ trợ học sinh đấy các em nhé. 13 là C là chính xác, xin chúc mừng các em. Xin mời các em làm tiếp câu hỏi số 14, theo thông tư số 20, tiêu chuẩn 3 quy định tại điều 6 có tên là gì? Thầy xin mời các em vào câu hỏi 14. Xin mời các em vào câu hỏi 14 ạ. Vâng, bạn Lê Thu Thủy 14C. Vâng, bạn Lê Thị Ninh 14C, Kiều Anh 14C, Nhung Nguyễn 14C. Vâng, Thái Sen em 14C. Thì chúng ta thấy rõ ràng tiêu chuẩn 3 chúng ta phải chọn là C, xây dựng môi trường giáo dục các em nhá. Đó, thì chúng ta thấy rồi, tiêu chuẩn 3 thì có và bạn Thảo Nguyễn 14C là chính xác. Xin mời các em làm tiếp câu hỏi số 15. Theo thông tư số 20 thì tiêu chuẩn 3 sẽ quy định về xây dựng môi trường giáo dục quy định tại điều 6 thì có mấy tiêu chí? Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 15. Và bạn Thảo Nguyễn 15D, xin mời các bạn khác ạ. Và Lê Thủy 15D, và Thái Sen em 15D, các bạn khác ạ. Và Nhung Nguyễn 15D, thì thấy rõ ràng rồi, thấy là điều 6 này có 3 tiêu chí, đúng không ạ, nghĩa là tiêu chuẩn 3 đấy nhá. Và đó, bạn Thanh Nga kia chọn 15,
nhá, 15 ta phải chọn là D được chưa ạ? Vâng. Ta làm tiếp câu hỏi số 16, đúng không ạ? Theo thông tư số 20, đâu là các tiêu chí của tiêu chuẩn 3, nghĩa quy định về xây dựng môi trường giáo dục quy định tại điều 6. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 16. Và bạn dâu Tây. Và đã trả lời 15 nhưng mà em làm tiếp khoảng 16. Và bạn Thanh Nga nhớ 3 tiêu chí rồi, nên Du Thủy 16D. Và các bạn khác ạ. Vâng, Thái Sen em 16D. Thảo Nguyễn 16D. Thì chúng ta thấy rất rõ đúng không? Cái tiêu chí thứ nhất trong tiêu chuẩn 3 là xây dựng văn hóa nhà trường, tiêu chí 2 là quyền dân chủ hay nói từ khóa đấy. Tiêu chí thứ 3 là liên quan về phòng an toàn về phòng chống bạo lực học đường ấy, đúng không? Em thấy là từ khóa đó nhớ tất cả đây, các em chọn là D là chính xác, heo còi Nhung Nguyễn em nhá, 16. Xin mời các em làm tiếp câu hỏi số 17. Là theo thông tư số 20, tiêu chuẩn 4 quy định tại điều 7 có tên là gì? Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 17. Xin mời các em làm tiếp hỏi 17 ạ. Vâng, Thái Sen em 17D. Vâng, Lê Thủy 17D. Vâng, Nhung Nguyễn 17D. Thảo Nguyễn 17D. Lê Linh 17D. Thì ta thấy rõ rồi, đúng không ạ? Ở cái A thì nó là tiêu chuẩn 1, đúng không ạ? Cái B là tiêu chuẩn 2, C tiêu chuẩn 3 và đây tiêu chuẩn 4 thì ta thấy là có tên là phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Thì 17 là D là chính xác. Xin chúc mừng các em. Xin mời các em làm tiếp câu hỏi số 18. Câu hỏi là tiêu chuẩn 4 về phát triển mối quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội quy định tại điều 7 có mấy tiêu chí? Thầy xin mời các em. Xin mời các em câu hỏi số 17. 18. Vâng, Thái Sơn em 18B. Vâng, Thảo Nguyễn 18B. Lê Thị Thu Thủy 18B. Các bạn khác ạ. Vâng, Nhung Nguyễn 18B. Vâng, Lê Linh 18B. Thì chúng ta thấy rất là rõ các em nhá. Ở tiêu chuẩn 4 này có 3 tiêu chí, đúng không ạ? Vâng. Và chúng ta có nhớ công thức là 2 2 3 3 5 đấy. 1 mấy 5, tiêu chí 1 mấy 5 là 2. Tiêu chuẩn 1 mấy 5 là có 2 tiêu chí. Tiêu chuẩn 3 4 là có 3 tiêu chí, còn tiêu chuẩn 2 thì có 5 tiêu chí, đúng không ạ? Vâng. Xin mời em làm tiếp khoảng 19. Theo thông tư số 20, đâu là các tiêu chí của tiêu chuẩn 4 xây dựng môi trường giáo dục, đúng không ạ? Quy định tại điều 7. Thì xin mời các em. Vâng. Tiêu chuẩn 4 về phát triển môi trường gia đình và xã hội đấy. Và xin mời các em câu hỏi số 19. Tiêu chuẩn 4 đấy. Vâng. Vâng, các bạn chọn là D, 19 là D. Nhưng thấy rõ ràng rồi, ở tiêu chuẩn 4 nó có 3 tiêu chí mà chúng ta vừa học đấy, đúng không? Liên quan cái từ khóa mà cha mẹ hoặc người giám hộ, các em nhớ không ạ? Rồi liên quan đến hoạt động dạy và học cho học sinh, rồi liên quan đến thực hiện giáo dục đạo đức lối sống ấy, các từ khóa. Các em nhớ các tiêu chí, chúng ta 19 em chọn là D là chính xác. Xin chúc mừng các em. 19 là D các em nhá. Và xin mời các em làm tiếp câu hỏi số 20. Theo thông tư số 20 năm 2018 thì tiêu chuẩn 5 quy định tại điều 8 có tên là gì? Thế xin mời các em câu hỏi số 20. Xin mời em câu hỏi 20 ạ. Và bạn heo còi 20B, đúng không ạ? Vâng, Nhung Nguyễn 20B. Thái Sen em 20B. Và đúng rồi, cái tiêu đề em Hằng Đặng sửa lại giúp thầy nhá. Và liên quan cái chỉnh em chỉnh lý lại giúp thầy trong phần đó. Và thì chúng ta thấy rõ ràng rồi, ở tiêu chuẩn 5 thì chúng ta thấy là có tên là từ khóa thầy nói là ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin đấy, thì nó thấy rõ ràng là em an B nó đầy đủ, nó là sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục. Thì em thấy câu 20 em chọn là B các em nhá. Xin chúc mừng các em. Xin mời các em làm tiếp câu hỏi số 21, đúng không ạ? Xem là tiêu chuẩn 5 này thì có mấy tiêu chí, thì xin mời các em.
À, xin mời em năm khoảng 21 ạ. Và bạn Thái sang em là 21A. Vâng, lên thì Thu Thủy 21A. À, Thảo Nguyễn 21A. Thì chúng ta thấy rõ ràng rồi, tiêu chuẩn 5 có hai tiêu chí, chúng ta có nhớ công thức là gì? Là 2 2 3 3 5 đấy, đúng không? Nghĩa là tiêu chuẩn 1 và 5 thì có hai tiêu chí, tiêu chuẩn 3 4 thì có ba tiêu chí và tiêu chuẩn 2 là có 5 tiêu chí, là nhớ thôi. Đúng không ạ? Thì đây là tiêu chuẩn 5 thì có hai tiêu chí em nhá. Và chúng ta làm câu hỏi cuối cùng trong bộ đề về thông tư số 20. Câu hỏi số 22, thầy xin mời các em, đâu là các tiêu chí của tiêu chuẩn 5? Vâng, xin mời các em. Và xin mời các em ở câu hỏi số 22. Ở bạn Thái Salem, bạn Lê Thủy là 22C. Và các bạn khác ạ. Bạn Lê Linh là 22C. Và bạn Heo Còi 22C. Vâng, Thảo Nguyễn Nguyễn 22C. Và Nhung Nguyễn 22C. Vâng, Su Su 22C. Thì chúng ta thấy rõ ràng rồi. À, cái câu 22 nó trả lời cho câu 21 có hai tiêu chí, nó thể hiện rất rõ về sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, rồi ứng dụng công nghệ thông tin khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học giáo dục, thì các em 22 là C là chính xác. À, như vậy là thầy và các em đã hoàn thành xong bộ đề của thông tư số 20 cũng như là quyết định số 16 các em nhá. Đây là bộ đề trắc nghiệm, chúng ta nhớ các từ khóa các em nhá. Và sau khi chúng ta học toàn bộ 9 văn bản của hai khối, chúng ta sẽ có bộ đề trộn 60 câu, giống như khi thi thật. Dĩ nhiên thì chúng ta thấy là cái bộ đề đó chắc chắn nó sẽ khó, hách não và chi tiết hơn rất nhiều với bộ đề này. Bộ đề này thầy nhắc lại để chúng ta nhớ các từ khóa, định hình nhá. Còn bây giờ cho các em bộ đề khó luôn thì chắc là rất là khó, đúng không ạ? Chúng ta phải từng bước theo lộ trình, chúng ta học từng bước một, phải step by step ấy, đúng không ạ? Chúng ta thấy là để chúng ta học từ khóa xong, chúng ta làm bộ đề để từ khóa nó hằn vào đó, và sau đó chúng ta làm các bộ đề dạng thức 60 câu các em nhá, bao phủ 9 văn bản của hai khối các em nhá. Thì lịch hôm tuần này thầy đã hoàn thành cho các em 6 buổi, đúng không ạ? Đủ theo lịch. Và dạy đến hiện tại là chúng ta đã dạy 7 trên 9 văn bản trong giới hạn của các em. Tuần học tới thì chúng ta thầy sẽ up vào sáng thứ hai, nhưng không có gì thay đổi thì chúng ta vẫn duy trì lịch như hiện nay. Đó là 6 buổi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ học vào trưa thứ ba, tối thứ ba, trưa thứ năm, tối thứ năm, trưa thứ bảy và tối thứ bảy. Đấy, chúng ta sẽ học vào, có thể sẽ là trưa ba chúng ta sẽ học hai văn bản của các bạn tiểu học trước, rồi trưa thứ năm thì chúng ta sẽ học hai văn bản của các bạn trung học cơ sở. Đấy, buổi trưa chúng ta học từ khóa, buổi tối chúng ta làm bộ đề các em nhé. Còn bộ đề trắc nghiệm của các văn bản đó, còn thứ bảy nó bắt đầu chúng ta sẽ làm các bộ đề các em nhé. Đó thì thầy thông báo trước kế hoạch của các em như vậy để chúng ta nắm bắt được các em nhé. Đó thì chúng ta chuẩn bị cho tuần tới, các em rõ chưa? Đó thì thầy nhắc lại tất cả theo lộ trình khóa học online của thầy, các em đăng ký học thì chúng ta học đến khi thi thì thôi, không giới hạn số buổi. Thì chúng ta vào lớp thì với các bạn có thể vào sau, thì chúng ta khi mà đăng ký thầy cũng đã hướng rất rõ, đúng không ạ? Các em vào lớp, các em nếu em dùng máy tính, em nháy vào chữ Vĩnh Phúc 520 ở bên phải màn hình máy tính em nhá, thì trong đó có thông tin đầy đủ của lịch học, tài liệu, bộ đề theo giới hạn của ở Vĩnh Phúc ngày 16 tháng 3 các em nhá. Đấy, thầy đã tạo lớp riêng và trong đó có cả bài giảng về từ khóa của từng văn bản theo thứ tự, đúng không ạ? Rồi bài giảng chữa từ khóa, sau mỗi bài giảng từ khóa chúng ta thầy cho em làm bộ đề để nhớ các từ khóa, đúng không ạ? Rồi sau chu trình chúng ta học làm bộ đề nhớ từ khóa, chúng ta sẽ có làm bộ đề 60 câu khi chúng ta hoàn thành hết 9 văn bản đó các em nhá. Còn nếu các em dùng điện thoại, các em vui lòng kéo xuống thấy nhìn cái chủ đề bài viết phổ biến ấy, thì chúng ta sẽ thấy tên lớp của chúng ta Vĩnh Phúc 120 nhá. Đó thì thầy dặn lại các em một kế hoạch như vậy, chúng ta làm cái gì tính thầy là như thế, cái gì có kế hoạch mà thông báo trước cho em để chuẩn bị nhá. Thì không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào trưa thứ ba, là sẽ trưa và nghĩa là trưa và tối thứ ba thì thầy sẽ dành cho các bạn tiểu học nhá. Chúng ta sẽ học điều lệ trường tiểu học theo văn bản nhất số 03 và thông tư liên tịch 21, và buổi tối chúng ta làm bộ đề của hai bản đó đến trưa thứ năm. Và tối thứ năm thì sẽ dành cho các bạn ở trung học cơ sở các em nhé. Chúng ta sẽ là học từ khóa của thông tư số 12 ban hành điều lệ trường trung học
cũng như là thông tư liên tịch số 22 các em nhé. Thì tối buổi tối thì chúng ta sẽ làm bộ đề, còn thứ bảy chủ nhật buổi trưa và buổi tối thứ bảy thì chúng ta bắt đầu luyện đề các em nhé. Đấy, thầy đã tính kế hoạch cho các em như thầy nói, đúng duy trì đến lịch các em thi dự kiến của Vĩnh Phúc là đến ngày 25 26 tháng 4 các em nhé. Thì thầy sẽ tính điểm rơi như thế để chúng ta thực hành bộ đề các em nhé, đảm bảo tất cả quá trình như vậy. Các em rõ chưa? Vâng, thì thầy thông báo lại một lần nữa để các em có thể vào trước hoặc là vào sau ta biết được kế hoạch để học. Thì rất mong trong thời điểm này thì đang mùa dịch thì rất mong các em giữ gìn sức khỏe các em nhé. Chúng ta hạn chế đi ra ngoài, mà trường hợp phải đi ra ngoài chúng ta đeo khẩu trang các em nhé, để giữ gìn sức khỏe chúng ta để tập trung ôn thi tốt các em nhé. Rất mong là mấy phút chúng ta dịch mCoV không về thăm và chúng ta lịch thi đúng như dự kiến vào 25, 26 tháng 4, chứ còn để lâu thì thầy sẽ cũng sẽ đồng hành các em đến tận khi thi, giả sử đẩy muộn hơn thì cũng sẽ dài hơn đúng không ạ. Thì thầy rất mong là mCoV không về thăm Vĩnh Phúc, và Vĩnh Phúc tổ chức đúng cái kế hoạch và đảm bảo hơn tất cả là các em được tuyển dụng trước ngày 1 tháng 7 2020 để các em được có cơ hội ký hợp đồng không xác định thời hạn các em nhá. Thì các em cố gắng dành thời gian nhá để học tập, giờ ấy ở yên ở nhà thôi để ôn tập các em nhá. Một lần nữa cảm ơn các em rất nhiều, chúc các em ngủ ngon và hẹn gặp lại các em vào trưa thứ ba đi các em nhá. Và xin cảm ơn các em. Vâng, về thăm nhưng rất mong là được đẩy lùi, và mới nhất thì thầy chưa cập nhật. Vâng các em nhá. Vâng, đấy cũng như bạn Thảo Nguyễn mong nhất là chúng ta không bị ảnh hưởng mà bị hoãn nhá. Vâng chứ, vâng, đã có ca nhiễm. Vâng, nhưng hy vọng là thầy tin vào sự lãnh đạo của chính quyền địa phương ở Vĩnh Phúc, vì chúng ta đã có kinh nghiệm trước ở Sơn Lôi rồi, làm rất là tốt rồi đúng không ạ. Vâng các em nhá. Vâng, đã về rồi thì mong chúng ta cầu mong thế, vậy là chúng ta cầu mong là em nó ra đi sớm nhá, để chúng ta không bị hoãn em nhé. Hiện tại thì chưa có thông tin gì từ sở cả nhá, nên là chúng ta vẫn phải tinh thần học tập như thế các em nhé. Và kế hoạch thầy đã trao đổi với các em rồi, được chưa? Vâng, tôi xin phép chào các em, hẹn gặp lại các em vào trưa thứ ba đi, thống nhất như vậy các em nhé. Cảm ơn các em.